Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bằng lá đỏ, cần kề bên nhau. Trước nhà đổ mái ngói thơ nào. Thưa các bạn, để chúng ta hiểu hơn về Hà Nội thì chúng ta thường được nghe vài những cái câu hát dạng dạng như của Mỹ Linh như vậy của mọi người ạ. Và thưa các bạn, đây là cái cây cơm nguội. Cách đây khoảng 5-7 năm gì trước ấy, thì mình chẳng có biết cây này đâu. Đấy. Nhưng mà khi mà khai thác về trồng lại vào chậu thì mới thấy những cái đặc điểm và cái đặc tính của nó cũng khá là thú vị. Và nó có thể là cho mình một cái tác phẩm bonsai. Nếu mà thời gian nuôi dưỡng đủ lâu thì mình tin rằng là nó sẽ có kết quả tốt. Trong clip này thì mình sẽ tinh chỉnh lại, thu cành lại và có thể thay đất cho cái cây cơm nguội này. Cái điểm thích của cái cây này đó là mình nhận thấy cái bộ đế của nó khá là đẹp, nó cuốn sẹo rất là đẹp. Và cây với cây cơm nguội thì nó phát triển rất là tốt, lắm mầm cành nhánh và màu da nó cũng rất là hay, cũng rất là hấp dẫn. Đấy, video này khá dài cho nên là các bạn dành thời gian theo dõi hết các bạn nhé. Để điều chỉnh được thì mình phải quan sát cái lá của nó chuyển sang màu xanh đậm hết. Thì chúng ta sẽ tiến hành động dao động kéo rồi là sửa rễ trên tinh chỉnh lại. Đấy, thì nó đạt những tiêu chuẩn đấy thì mình mạnh dạn làm. Đấy. Được cái cốt cái cây này thì cũng được. Thu bớt lại. Thu lại. Đấy. Thu lại đã. Trái cây nó thú vị nhất là lúc này chính tay mình cắt sửa tạo hình dáng cho tác phẩm của mình. Ai chơi cây thì mới hiểu được cái cảm giác đấy, những đứa con tinh thần của mình các bạn. Chăm bẵm mình nuôi nấng. Đến một người nghệ sĩ như anh Bằng Kiều, anh cũng là người mà chơi cây rất đam mê, ngoài công việc đi ca hát. Đấy, thì anh ấy chọn bonsai là một môn nghệ thuật để anh ấy giúp bản thân mà cân bằng lại cuộc sống. Không có điều gì là thú vị hơn khi chúng ta làm cây các bạn ạ. Cắt sơ sơ qua thế này thì nó bắt đầu nó lộ ra những cái đường nét, cái thân, cái dáng trực. Và đầu tiên thì mình sẽ dựng cái ngọn này. Đấy. Dựng và dừng luôn ngọn, tức là đến đây là mình sẽ căn cứ vào đây là điểm cuối cùng. Bởi vì là các cái tay
đã đóng đầy đủ rồi, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đấy. Trên này là ngọn. Và cơ bản là cái tổng thể nó, mình cảm nhận là nó cũng ổn, đấy. Thì có thể dừng điểm này so với chiều cao của cây. Bây giờ sẽ dùng cạp, cạp bỏ. Khá là cứng. Đấy, cặp xéo này. Anh mua em. Mua. Anh mua đấy em. Nuôi mấy cái này. Chỗ này đây là cánh phong.
cắt bỏ tất cả những cái điểm bất hợp lý. Sửa dần. Ai chà chà, đoạn này vẫn đờ lắm. Chả nhẽ lại cho phát nữa. Wow. Dần là leo dần lên ngọn. Cũng có thể sau này là cái thằng này nó thay thế đi. Nuôi trở lại xuống, gật xuống. Nuôi tiếp. Đấy, các bạn nhé, cái đỉnh ngọn rất là củ chuối đúng không? Đấy, nhìn thấy cái mặt này thì cái ngọn đây thì nó lại hợp lý hơn. Đấy, nó lên lên đây xong lại hất về bên này. Đấy. Đến phần ngọn rất là mệt mỏi cái ngọn này. Rồi xài cái thằng chi dưới này đi, cái chi số 1 này đi. Chi số 1 này. Hiện nay chi số 1 cái cành này to hơn ngọn. Nếu có đặt cái ngọn này hoặc ngọn này thì nó cũng rất là to. Và cái vết cắt này nó có hiện tượng là nó đâm vào mặt mình. Tại sao nó không chéo đi? Đấy, các bạn nhìn thấy góc này thì cái tay này nó quá rộng. Vậy là sẽ ra quyết định là thu ngắn cái cành này xuống. Đó. Và bây giờ đến cái công đoạn thay đất cho cái cây này. Đấy. Một tay này dài nữa. Rễ của nó phát triển rất là mạnh. Qua vừa mới được trận mưa rào. Mở đất vẫn dưới nước. Tiến hành, mình sẽ tiến hành rỡ cái cây dưới này ra và trồng lại, nuôi hệ thống rễ cho nó dài ra, để sau một năm nữa thì mình sẽ sang một cái chậu mới, cái chậu nó đẹp hơn, mình chuyển dáng cho nó và sẽ trồng chung với cây này tại cái chậu này luôn. Đấy, ngăn đôi ra, tập trung cho nó ăn rất là mạnh.
Ok các bạn. Đấy, thì bây giờ mình đã thay chậu cho hai cây này rồi, và nó nằm trên một cái chậu lớn này này, đóng vách này. Cây này thì mình chuyển dáng thành cái dáng đổ mọi người ạ. Hy vọng thì nuôi tiếp. Đấy, sang năm tới thì mình sẽ thay cho nó cái chậu đẹp đẹp một chút. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Video khá dài nhưng mà mọi người cũng dành thời gian theo dõi, thì cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn chương trình lần sau. Xin chào.